Zelo cho các bạn nha. Ok, hello chào các bạn nhá. Đây cũng không thể thiếu được một phần đấy là đi vào trong trang trại này để cũng chào tạm biệt mọi người các bạn ạ. Xoáy đâu mà nhiều này. Ui. Nhiều xoáy đấy nhỉ? Bán ra để kinh doanh xoáy sao ấy. Xin mấy quả. Tudo vai ficar bem? Tá muito bem. Aí. Ô, để mang cả kênh ven đây là. Mang cả được cây nhỉ? Hả? Ê, tá fica bonito, nhá. Ê, 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 đều. Ờ, đều mà. Đều mà đã ê ê mang cả được tiêu. Ê, giời. Ôi giời. Sạch sẽ quá nhở. Đấy. Cái khu này mà thấy các bác ấy làm sạch sẽ các bạn ơi. Upai né? Dạ. Já chegou? Como é já chegou? Pronto já? Depois acaba vai lá já? Sim, sim. Unin, se finir tá onde? Tá lá. Tá dormi? Quando tudo vai chegar já? Chega lá, conversa comigo. Bom apetite. Ngon. Ngon, hein? Sạch đẹp quá giờ, cái khu này về sạch đẹp quá giờ. Nhìn là khang trang luôn, sạch sẽ luôn. Ngủ các bạn ạ. Có khi làm mấy cục đá này tự nhiên đi đường vòng lại đâm lại xa xa. Ê, vào đu. Ê, Matilo, chào các bạn nha. Bye. Lên chia tay chào mọi người các bạn ạ. Chia tay mọi người, chào mọi người ạ. Ừ, chia tay. Đi xí à? Đi xí. Bó phép ta. Và là có một cái gì đó quà Giáng sinh cho các... anh bạn công nhân ở đây. Lôi, đây là. Hôm nay làm gì đấy? À, ngô lớn phết rồi nhỉ? Cảm ơn nha. Ừ. Cảm ơn gì? Cảm ơn ai? Xoài của ai đấy? Xoài mua ngô người dân. Ngon nhỉ? Mua cả thùng xe. Đưa về Việt Nam được không nhỉ? Hả? Hay đưa về làm quà mấy cân? Để cho các bạn ăn thưởng thức thử. Nhưng mà về nhà được có thối không nhỉ? Xoài châu Phi ăn khá. Mua xanh về chỉ là vừa thôi các bạn. Rồi à? Hả? Nhảy đi, ra xa nào. Ừ. Nhảy đi. Nhảy đi. Nhảy đi. À, tôi nhảy để ấy đi, để đi chơi.
để trả hàng cho cô Tiên đi. Nó quay vào trong kia khóc rưng rức luôn. Đấy. Ở mô khóc. Chia tay bảo về mai về cái là năn ra khóc luôn. Khóc có ghẻ luôn. Không dỗ được, không dỗ được luôn các bạn. Hết cho ăn bánh thôi. Ờ. Chu tiền Abanya Viaja rồi. Ôi, Bulat sang tay mai rồi. Giờ có quả xoài thì còn đâu mới khóc. Chưa nắng nóng. Cái này không mát gì các bạn. Nóng. Mát thế này không mát. Càng ngồi càng nóng các bạn. Ngồi mà thấy mồ hôi toát luôn. Cho ngồi thử cái xem mà. Ngồi mà mồ hôi toát đấy. Ngồi đu đưa một lúc ngắm ngắm cảnh ở đây một lúc. Đấy. Vì là ngày mai là cũng về rồi các bạn ạ. Đấy. Sang hỏng là vừa các bạn ạ. Ừ. Sang là sửa lại. Sang là xây lại cái mới. Đấy. Sau này là khi hết ngày hôm nay là ngày mai. Đấy ngày kia đấy. Sau này là mình muốn nhìn lại ngắm lại cái khung cảnh này là cũng chỉ được ngắm qua tivi với cả điện thoại giống như mọi người ở nhà thôi. Khi mà ở Việt Nam này cũng chỉ được nhìn qua cái góc quay thôi. Không thực tế. Không thực tế đúng không? Không thực tế là không thực tế thế nào? Không trải nghiệm được. Đấy ngồi ở đây thì bao la bát ngát rồi. Đây. Cái bác quản lý ở đây nói chung là duyệt rất là chăm rất là chăm chỉ luôn đấy. Đúng là nhìn đúng người luôn. Toang đâu mà toang. Thế hết hoa nhưng mai mốt lại ra hoa bây giờ. Đúng là không nhìn nhầm người các bạn. Vừa giúp đỡ được bác cái công việc nhẹ nhàng, vừa là sạch sẽ được cái chỗ khu ăn uống này nha các bạn nhé. Venga! Você vai ajudar, vai chamar tudo, tudo, trabalhador vem aqui. Đấy, gọi một phát là tất cả những anh mà đang làm việc tại trang trại này luôn nhá, đến đây nhá. Đấy, làm ra một cái khu trang trại này thì bây giờ mới thấy là có cái tầm ý nghĩa của nó các bạn ạ. Đấy. Riêng cái khu nhà này có thể tập trung được vài chục người. Tên quan tê bê xoa kì? Vai senta u cô đủ để đôn đủ để viên. Dạ? À, xin. Ok. Được. Oh, caramel. Aí, tá mais sentado aqui? Ok, hello, chaco banite, matilo. Ok, hello, chaco banite, bingo. Ok, chaco ban. Chaco ban. Yeah, sentado aqui. Tudo sentado aqui. Yeah, đấy, cho để mọi người ngồi và thành một hình tròn ấy. Thì tí nữa là mình dễ gọi là tặng quà hơn nha các bạn nhé. Đấy, ở đây là chỉ có đệ tử. Đấy. Dạ, Agabo nhé. Sinao vai Seraki, depois eu vou. Vai saiu. Bebeu uma coisa. Dạ. Dạ, assim, hoje veio aqui, quero falar, quero cumprimentar uma vez de amanhã de manhã, eu vou ir ao Vietnam, uma viaja, e depois vai muito tempo, 3 ou 4 meses, de volta aqui, agora, hoje quero mandar para tudo uma boa festa. Amém! Aleluia!
Dạ, dạ siêu, dạ siêu. Ta xe tu. Ok. Ta xe tu nè. Ok. Tu ru vai ca phi ca cao mà ya. Ok. Cái này nó như kiểu là cái gọi là cái gì nói thế nào nhỉ? Là một là Giáng sinh ấy, Giáng sinh thì ai cũng có quà. Nếu như theo cái phong tục của Việt Nam mình ấy, thì là thì đây sẽ là như một cái gọi là tiền mừng tuổi. Đấy, tiền mừng tuổi các bạn nhá. Thì ở đây là cũng là một cái quà Giáng sinh. Thì ở trên tất cả các cửa hàng ấy thì là mọi người thì cũng có hay có cái giỏ để cái tủ quà, tủ để à cái hộp để quà ấy. Nhưng ở đây các anh thì là không có. Gần đến cái ngày Giáng sinh này ai cũng các cửa hàng hoặc trong nhà hầu như là ai cũng có các cái đấy. Nhưng ở trên này mình chưa có thì thôi thì mình sẽ mừng tuổi, gọi là mừng tuổi luôn na tiếng Việt theo theo cái phong tục Việt Nam là mừng tuổi nhá các bạn nhá. À bây giờ là Brimeo e Sambo Gruansa. Depois vão tava trabalho, já? Ok. Tá aqui. Boa festa. Muito obrigado, chef. Ok. Tá aqui. Muito obrigado. Já. Sim. Agora começa ali, já? Sao đi nhá? Forza. Hola. Fala. Obrigado. Ok. Boa festa, já? Obrigado. Saudade, já? Saúde, saúde, já? Obrigado, obrigado. Ok, papá. Obrigado, papá. Ok. Tá aí. Ok. Bom, chefia. Ok. Come on, Tietchan. Tá bom. Come on. Já. Ei. Đánh bể thế. Ê. Ôi bể bể. Ok. Ra kì. Ok. Đây là các cháu, mấy cháu này cũng là đi cùng mấy cả bố đến trang trại là vừa gọi là chơi rồi gọi là vừa gọi là xem có gì giúp là vẫn giúp đỡ đấy. Dạ. Dạ, ok. Đây. Come on. Ai ấy? Come on, Tietchan. Ok. Đây. Hola. Oh, dinheiro acabou. Dinheiro acabou. Oh, aí, né? Obrigado. Ah, papá. Obrigado. Hola. Ok. Obrigado, chefe. Já. Come on, Ken. Oi. Obrigado. Já, né? Não. Aí, é? Come on, Ken. Ah, ok. Ai já. Oh. Na banda. What do you now? Vai da papa. Vai da papa. Vai da Dubai. Vai da Dubai. Pai do. Oh, pai do né? Ok đấy. Bảo đưa rồi riêng bác gọi là ấy, trông coi ở đây thì là mình sẽ cho bác ấy thêm một chút nữa để bác mua thức ăn, thức uống trong cái ngày lễ Giáng sinh ấy. Đây là cái bác mà mình phải trông coi ở đây đấy. Đây, đây là một cái món quà thêm thôi các bạn. Aquí, papá. Eso. Pai. Sempre vai contar aqui para mim. Esse tipo mais comprar de comida de Natal. Ya. Obrigado. Ya, yeah, okay. Ya. 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 Agora. Ya, já segure o coiso. Já segure o tempo de trabalho. Ya. Como? Tudo vai ficar aqui de saúde, já? Ah, de saúde. Sim. Ya, bom trabalho. Obrigado. Ya, bom trabalho. Ya. Depois eu vou voltar. Okay. Agora eu vou ficar lá no Vietnam. Sempre ver o vídeo, trabalho. Sim. Ya.
Sempre về link, quando link vai fazer video aqui. Já. Ah, eu vou ficar lá, virar ver. Ah, pai. Kênh vai trabalhar bom, kênh não trabalhar bom. Tudo conhece lá no telefone. Né? É, também quando vai chegar lá, vou ver e bater para lá no telefone. Né? Boa saúde na família, tia. Hã? Boa saúde na família. Ah, obrigado. Já? Já. Ok, obrigado. Já. Ah, como? Ok, já. Pai, não quero falar nada. Pai, onde? Ah, pai, não. Quando eu vou, você vai lá, você não quer falar nada. Eu não vou falar mais nada. Só agradeço o dinheiro que me deste lá, boa festa do Natal. Ah. Muito obrigado. Aê. Chega. Só assim. Ok. Também pai vai ficar bem, já? Sim, sim. Ah, tudo fica bem. Sim. Eu quero dizer pra ti que lá na família onde vai, faz uma boa viagem. Ok, obrigado. Vamos ficar bem sempre a pensar o que é. Ok. Yeah, mas também não precisa fazer muita demora, porque para que a gente se vê é todo o tempo. Ah, obrigado. Ok. Não, acabaram, obrigado. Tá aqui, Lanzaro também. Eu também. Ah. Quero falar. Ah, ok. Lanzaro. Saudar a mamãe do Tiene, os irmãos, as crianças. Ah. Todo lhe saudade. Ok. Okay. Obrigado. Já? Já, yeah, agora. Ele. Ele quer falar. Tá, fala, fala. É saudade mesmo. Salário que? Salário Vicky. Salário ele. Aí é. Oh. Não é saudade Vicky, né? Ở đây thì có lẽ không khí là vui hơn khi mà ở trên Rafael, nhưng mà thấy Linh từ bấy giờ là cứ cười suốt ấy, cảm giác là mình về nó có vẻ là chưa chia tay đâu, chưa chia tay à? Ngày mai ngày kia nữa mà. À, còn ngày mai ngày kia nữa không biết là sẽ khóc sướt mướt không này. Ora, 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 đi con sô ra mà đi lôi, à mà đi vào được, ta phi cá bồ nhé. Na pôr được sô ra nhá. Dạ. Để ôm mê na pôr được sô ra nhá. Ôm mê thì xem bê thì força. Né? Aqui, assim. Força. Força. Força go. Força onde? Força onde? Rồi, ok. Có lẽ là cũng đến giờ làm của mọi người rồi các bạn ạ. Cũng 1:30 rồi. Thì mình cũng sẽ xin kết thúc video ở đây. Video chia tay ở trang trại. Của chú Quang Linh đây. Đấy. Thì mọi cái thì mình cũng dặn dò mọi người rồi. Đấy, và mọi người là cũng có những cái câu chúc chuyến đi rồi chúc mọi thứ dành cho mình. Đấy, thì cũng không biết nói gì cả, không biết nói gì hơn cả. Nói chung là những cái lúc là chia tay này là cũng bị xúc động. Thì mình xin phép dừng video ở đây. Thì, hẹn gặp lại chúng các bạn trong những video khác, có khi là video ở Việt Nam. Rồi. Ok. Chào các bạn. Ok. Chega. Chào nhá. Ok. Chào. Vontade de trabalho, já.